Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 5 đô token Voluki Cotri nha các bạn. Thì để tham gia giai hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mới tôi làm start chatbot nha các bạn. Rồi bấm join này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Rồi bấm đáp nè, join tiếp kênh seller. Rồi tiếp tục các bạn follow Facebook, like và tweetbot nè. Trên Facebook thì bạn like nữa các bạn. Xuống đây các bạn chia sẻ nó phần các bạn chạy xíu các bạn. Chờ lót này. Các bạn like nè. Các bạn chia sẻ công khai các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục xuân tiếp kênh seller nữa nè. Tiếp tục follow tại Twitter và tại Twitter nữa nè. Mean. Nè, bạn lựa cái bài của nó, bạn like nè, bạn tự quýt nè các bạn. Chat like nè, sau đó các bạn bắt đập lên nè. Bạn reset nè. Rồi bạn lướt trang các bạn. Này game bắt. Rồi, dòng đầu tiên bạn địa chỉ email của bạn vào các bạn. Rồi, tiếp tục mình gửi địa chỉ với BNB, sẽ match trên BET20 trên chiếc chocolate của mình nè. Tiếp tục follow tờ Twitter link Butterfly. Tiếp tục con gỡ đường link Butterfly tờ Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter mình mở tờ Twitter mình ra nè. Bạn nhập vào avatar của mình nè. Nhập vào một hồ sơ nè. Nhập vào anh cùng nè. Nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Mình gửi cho bot nè. Sau đó các bạn gỡ lại một link retweet nè. Thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn đã tự quyết nha các bạn. Tiếp tục hỏi có follow Facebook của em hay hiểu sao nét nha các bạn. Tiếp tục gửi đường link profile Facebook mình. Thì bạn nhập vào Facebook của mình. Trên Facebook bạn nhập vào mũi tên. Rồi nhập vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập ba cái cùng. Rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi mình gửi lại cho bot nè. Sau đó họ có xem kênh channel không kiểm tra. Bấm mail heo cho net nè. Tiếp tục bấm mail heo cho net nè. Tiếp tục bấm vào menu. Rồi bấm mi balance nè. Ok mình đã nhận được 5 đô tất cả follow key Cotri nè. Thì vậy video mình đang kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.